xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón. Con Ly cũng không biết phải như thế nào nữa. Chắc là con sẽ mời lên đây, rồi anh ấy sẽ tự giới thiệu quý vị. Tại vì anh là một gương mặt rất là thân quen. Xin mời anh. Mời lên, chứ gì mà ngại ngần. Ôi, micro đâu à? Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả, đặc biệt là khách hàng của du lịch quốc tế Ngân Tùng. Phải nói là không biết nói gì hơn bằng lời cảm ơn thì anh Lê là fan hâm mộ của em Tùng rất là lâu rồi, và hôm nay thì rất nhiều khách hàng bảo là em Tùng hát tặng các chị một bài, thì rất mong mọi người ủng hộ cho em Tùng và anh Quang Lê. Nghĩa là hôm nay Quang Lê sẽ song ca với Tùng. Bài hát đậm chất Bolero là Con Đường Xưa Đi, một tràng pháo tay không ạ? Ai là khách hàng của Tùng thì mở cái điện thoại ra, quay, gửi về cho Tùng nha. Dạ, tại vì sẽ có một trong những người quay đẹp nhất. Nhưng mà khoan này, sẵn Tùng là một cái công ty travel du lịch, thì bây giờ ở đây có bao nhiêu ngàn người đang cầm điện thoại. Nếu như mà cái này, bây giờ đó, ai mà quay đẹp nhất thì Tùng sẽ tặng cho khách hàng cái gì? Một chuyến du lịch Thái Lan miễn phí 5 ngày 4 đêm được không ạ? Bây giờ, giơ máy quay phim lên, quay, gửi về cho Tùng. Người nào cầm không rung tay, người nào quay rất là nghệ thuật, vừa vào gần mặt, zoom out, nghĩa là cái nào chất lượng nhất sẽ được tặng một chuyến du lịch Thái Lan miễn phí, lời hứa của Tùng hôm nay. Quý vị chuẩn bị máy chưa? Rồi, quay cho đẹp nha. Nhiều khi được lên đây đứng quay luôn đó. Rồi. Xin mời nhạc Con Đường Xưa Em Đi. Ghi một đêm chẳng hạn,
Vâng, thưa quý vị, một ca khúc vô cùng tuyệt vời mà song ca của anh Quang Lê và anh Nguyễn Tất Tùng. Bây giờ xin mời anh Tất Tùng hãy lái lại sân khấu, sẽ có một món quà vô cùng đặc biệt dành tặng chúc mừng đến lần sau của anh Quang Lê và chúc mừng thành công của chương trình của công ty du lịch quốc tế Ngân Tùng đến từ công ty giải trí Hoa Đăng Entertainment. Và ngay bây giờ tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Đăng Khoa, giám đốc điều hành công ty giải trí Hoa Đăng Entertainment sẽ lên sân khấu trao những bó hoa tươi thắm chúc mừng live show Quang Lê. Không phải là công ty Unicorn à? Nhà mời Hoa Đăng. Sẽ mời một ca sĩ trong chương trình để cùng ra đây để hát con cùng bài.